Doing the decor, eating different things. Come on. Pictures of Hanoi. Oh, too low. That's our table over there. I think it has something to do with some military thing. I need to have it explained to me. I don't know. They greet you outside. That's very significant, obviously. That's the name of the restaurant. 1946. French fries. Mm. But it's very fresh, sweet, with a chili sauce. It's like homemade. Mm. Oh, wow. Look at John. Little fresh crabs. They're fried in their beach. And fresh vegetables. I can't wait to eat the fresh crab. Cái này cái gì? Là chicken hả thầy? Cái gì đây em? Nó nói mà grand. Hả? Bê chao. À, thịt bê chao. Bê chao là không biết cái đó. Bê chao tức là bê thái luôn cái này xong rồi bỏ mỡ cái ngứa ra. Ồ, ok. Mới xả. Xả, ồ, xả. Xả tỏi. Đây. Dạ, nó mặn lắm nha. Đây, cái này hay nè. Ông nha. Ở nhà vui vẻ, mạnh khỏe, bị gan. Chào cả. Kết chung ông khỏe. Chào vui. Rồi. Em bé. Share. Chúc sức khỏe cho cháu gái nha. Đây. Đây, chế này. Hoa này. Đây, chúc sức khỏe. Little crab. With garlic and sure, sour. This one's really good. No, I love the baby crab. I thought it was ox, but it's calf. I'm still obsessed with the little crabs. So good. Crunchy. Very sharp. With like a salt garlic base. Good. The long fish. Mm. Everybody eating. Same side. Dishes on this side. Family style. Actually, these crabs, if you're not careful, they're very sharp. On the ends. See how sharp they are? So you bite them in a wrong angle, it like pinches your mouth, but good. They're great. They're like little baby shrimp. It's like anchovies almost, but little baby mini shrimp. I don't know if you can see that. Yeah.
I'm eating the last of the gummy. Wrapped in banana leaf and seaweed. Our side finished most of the food and they gave us more food. This side, they didn't eat that much compared to us. They gave us some of the chicken and rolls. Oh, hai ba nào nhìn đây nào xuôi. Yay! Em, ông đó là ai vậy? Ông đó là ai vậy? Kìa. Ông này à? Ông trẻ phải không? Ông trẻ. Ông đó là ai vậy? Có cụ hả? Dạ. Ồ, cụ luôn á. Xuôi nè. Đi cô nè. How many sauces they give you for different food, different condiments, different fish sauce, hot and pepper. So many for one meal. Another dish, two full to eat. Now I'm going to let them get canh nữa. Rice. Yeah. Được rồi, chị biết rồi. Cứ để đến sáng mai chị đã gọi nghĩa đi. Sáng mai chuẩn bị nhá. Maybe video, guys. Ok. Video. Nó cho cái này. Video. Ok. Bật video phải turn off. Lái qua người đi xa là ông lái một mình. Mà không đọc, đọc trên giấy tờ. Đọc trên giấy tờ. Ông lái như thế nào? Thank you.
tới cái tháng 2 các khu vực mình mới đi từ buổi sáng mà bây giờ đó, sáng hôm sau cái có chưa đầy 24 giờ thì là tháo tới Mân Lai từ trước vào Cần Thơ vào Cà Mau. Tất nhiên là phải đi ngược lại thì không dám vòng qua không qua Côn Sơn, lẽ ra mình phải vào Côn Sơn đi giữa đường Côn Sơn và giữa Côn Sơn và Cà Mau sắp chạy trở đi trên đó thì chết rồi, vì hai bên hải quân nhân nhưng mà phải đi thôi, phải biết tàu không thể nào đi ra. Chiếc tàu là how many feet vậy bố? Nó là như giống như là cái trứng vịt lộn, nó tròn, tôi mà sống đánh một cái là nó cũng tròn. Bây giờ đó cứ đi từ một lúc thì đã qua vừa mới vượt qua Phú Quốc, thấy một cái tàu lớn lắm, nhìn đã cờ đỏ sao vàng của mình, còn đất nước mình, ông ấy nằm đó ông chờ, nhưng mà không biết làm sao ông ấy cho đi, bởi vì hình như họ cũng ngủ say. Bất mẹ, chồng, thế cũng như qua đi. Nếu mà ông bắt là bắt ở ngay cái vừa qua Trung Quốc mà ông đã bắt rồi, bắt ngay. Thế là Trung Quốc là bắt qua Mã Lai. Ba tháng rồi. Thế là ông đi có cả là say sóng tôi chịu ông đấy. Không không. Tôi say sóng cho nên là tôi bỏ ngay cái nghề biển luôn. Ông là sư. Ông có cái mồm này. Cái mà suy nghĩ mà cái mục tiêu là mình mất đi đó mình có thể lại ngày sau đó nhưng mà tốt hơn chú nữa mấy người bạn hỏi là tại sao mấy đứa con có thể tốt với em trả lời con trả lời ông trả lời có tốt với tôi hơn là tốt với em tốt với em hơn là em khác nhiều khi em cũng láo lố lên lớp em cũng hay chống phá là làm nước gì rồi, làm cái một nước gì rồi, còn có ca rồi nha. We're finishing the second bottle of wine. Cái kia nhỏ hông, mệt. Cái nhỏ hông mệt. Okay. Cheers! Hi! Gambe! Gambe! Oh! Yeah! Gambe! Oh! Nói chuyện thôi. My mic up! So, that's the restaurant. Come on. Thank you, bye. Cái thời Huế chứ. Không, phố Hàng Buồm. Hàng Buồm. Hàng Buồm. Hàng Buồm. Đến Hàng Buồm. On the way back. Đến Phú Gia. Bờ hồ là ăn. Thank you.
nhiều khi tối nay ông không ngủ được bởi vì ông lại nhớ là bác đi ăn phở 5:30 sáng đã đi ăn phở rồi năm giờ, cho nên cái chương trình nó lạ lắm, nhiều khi đói quá mình đi, cho nên con đó cảm ơn. So hilarious, we're in the same hotel. Hai đi ăn. Em ơi.